Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quân ta, tin tức ngày 11 tháng 7 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Long An tạm dừng dịch vụ kinh doanh ăn uống từ 0 giờ ngày 11 tháng 7 và theo thông tin từ báo VTC News thì từ 0 giờ ngày 11 tháng 7, Long An dừng hoạt động các cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống giải khát cho đến khi có thông báo mới. Trong công văn gửi đi ngày 10 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể và chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ biện pháp phòng chống dịch và các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị Ủy ban nhân dân tỉnh. Kể từ 0 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2021, địa phương tạm dừng hoạt động cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống, giải khát trên địa bàn tỉnh phạm vi cho đến khi có thông báo mới. Ủy ban nhân dân tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm theo nghị định 117/2020/ND/CB ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Các địa phương đang thực hiện chỉ thị 16, rút ráo kiểm tra xử lý nghiêm hành vi ra đường khi không thật sự cần thiết, tập trung trên 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, không đeo khẩu trang khi ra ngoài nhà, không giữ khoảng cách 2 mét khi giao tiếp với người ngoài gia đình. Và đó là thông tin ngày 11 tháng 7 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích, đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên đăng ký vào chuông nhé. Tạm biệt.